Gần đây thì thị trường cũng đang đón đợi một gói tín dụng có quy mô lên tới 120.000 tỷ đồng do 4 ngân hàng thương mại nhà nước đảm đương với lãi suất thấp hơn so với lãi suất thông thường. Nhưng dự án nào sẽ được giảm và người vay mua nhà thì có được giảm lãi suất trực tiếp hay không là vấn đề đang được đặt ra lúc này. Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng từ 4 ngân hàng thương mại nhà nước là Vietcombank, BIDV, Vietinbank và Agribank nhằm hỗ trợ cho các dự án doanh nghiệp bất động sản với mức lãi suất thấp hơn thị trường từ 1,5 đến 2% một năm. Nhưng dự án nào và những đối tượng nào sẽ được tiếp cận nguồn vốn vay này là câu hỏi hiện được nhiều người quan tâm. Điều kiện là phải đáp ứng được cái chuẩn tín dụng tối thiểu. Thứ hai là cũng cần phải đảm bảo tính pháp lý và thứ ba đảm bảo tính khả thi. Có nghĩa rằng là giải cứu những cái doanh nghiệp, những cái dự án mà có khả năng phục hồi trong tương lai, như thế mới có thể đảm bảo được cái năng lực trả nợ. Thí dụ như giảm xuống 10% hoặc là 11%, rồi sau đó mới hỗ trợ cho người mua nhà xã hội với cái lãi suất giảm bớt 1,5% cho tới 2%, tức là người ta sẽ còn vay cái mức khoảng là 8%, 8,5%, thì như vậy là rất là tuyệt vời. Như vậy có thể thấy các gói tín dụng hỗ trợ lãi suất nói trên sẽ tập trung vào những dự án bất động sản đang còn dang dở, có khả năng phục hồi và phân khúc là nhà ở bình dân. Thay vì chúng ta đang bị cái phân khúc trung và cao cấp nó quá nhiều thì bây giờ san sẻ bớt qua cái phân khúc nhà ở xã hội, và cái đó là cái nhu cầu thực tế cho những người lao động của chúng ta đang cần. Tuy nhiên, hiện có tới 70% các dự án bất động sản đang vướng về các thủ tục pháp lý, trong đó có cả nhà ở thương mại cũng như nhà ở xã hội. Nên ngoài câu chuyện tháo gỡ về dòng tiền thì vấn đề tháo gỡ pháp lý xem ra còn quan trọng hơn. Cái mắc nhiều nhất của doanh nghiệp bất động sản nó liên quan đến vấn đề pháp lý ở các địa phương, ở các tỉnh, thành phố. Thì cũng cần phải có tháo gỡ những cái đó cho họ để họ có được các cái thủ tục pháp lý cần thiết để tiếp tục triển khai dự án. Việc có thêm dòng tiền và phân định rõ phân khúc bất động sản cần tập trung phát triển cũng như những động thái hỗ trợ nhất định đang tạo ra những kỳ vọng mới cho thị trường bất động sản vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.